tất cả các bạn, thì mình sẽ giới thiệu thêm đến các bạn một khẩu súng nữa chuyên mục tiêu điểm súng. Đây là khẩu súng dòng S luôn, một khẩu súng rươi, nó có tên là M416. Đây, khẩu súng mình đang muốn giới thiệu đến các bạn đây. Thì trong chuyên mục tiêu điểm súng mình đã giới thiệu rất là nhiều loại súng, dòng S, dòng A cũng có, súng trường cho tới súng máy, súng bắn tỉa. Các bạn có thể tìm xem trong kênh. Đây là khẩu súng, súng M416. Bên trên nó ra đã lâu rồi, nhưng Việt Nam mình thì chưa có ra. Lực chiến của nó có hỏa lực là 83.166. Một con số cũng rất là khủng, chứ không phải là đơn giản. Đây, thì hôm nay mình cũng có khẩu này và mang ra giới thiệu cho các bạn xem. M416 thì các bạn nhìn thấy về ngoại hình của nó, nó có một cái nòng phóng lựu, một cái nòng ngắm laser và một cái nòng giảm thanh. Nó giống như M431 cái tâm BCF á, nhưng mà nó lại thêm cái nòng phóng lựu ở đây. Các bạn nhìn ngoại hình của nó cũng rất là đẹp. Mình thấy khẩu này thì lính Mỹ hay sử dụng. Nó có một cái skill là có 3% khả năng gây ra 180% sát thương và không chỉ tại chế độ BK. Có nghĩa là các bạn sử dụng cho tất cả các chế độ ngoại trừ BK ra là nó được có xác suất xảy ra cái skill này. Thì hôm nay mình cũng mang khẩu này ra và bắn thử cho các bạn xem. Thường thì bắn lại lòng những chế độ như phối hợp thách đấu như thế này, nhiều lúc sợ các bạn cũng nhàm chán. Bây giờ mình sẽ thử cho các bạn xem một bán phối hợp, một bán chiến dịch. Sau đó sẽ làm được bài bán BK. Mình cũng sẽ đánh giá sơ qua về khẩu súng này, về độ giặt các kiểu. Các bạn cũng có thể xem. Đây. Không giặt các bạn. Mình để nó ở trên giấy lắc quá.
Như vậy là mình đã giành chiến thắng ở trong ván đấu này. Mạng nó lắc quá bạn ơi. Thì mình cũng sẽ bắn thử một hai ván nữa thôi, chứ bắn nhiều cũng chán. Mình sẽ thử ván 22 và ván 44 nữa. Thì đánh giá chung, đây là một khẩu súng trường bắn thuê. Nó sẽ thay thế cho M4A1 hiện tại của chúng ta, để phiên bản chiến dịch hiện thời Việt Nam. Tiếp tới thì ở bên Trung Quốc thì nó vẫn súng trường có rất là nhiều, nhưng mà để kiếm được những khẩu súng trường giới thiệu cho các bạn thì mình còn rất là hạn chế. Được 700 máu rồi, mình phóng ra phía ngoài tí. Hút của nó cũng được rất là nhiều máu. Lắc quá, 2000 pin luôn. Yeah.
một môi trường phản lắc như thế này. Thì là rất là cực kỳ thích chế. Video mình làm thì đến đây là cũng hết rồi. Cũng giới thiệu thêm cho các bạn thêm một dòng súng nữa, dòng súng S và là một khẩu súng trường. Nếu các bạn thấy video mình làm hay, nhớ like và subscribe cho video game FHB. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi video và ủng hộ kênh của mình. Xin chào và tạm biệt tất cả các bạn.